Mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ở đoạn đầu video các bạn thấy mình đã lấy cái tổ chim ở trong AV ra và mang lên đến cây sấu là của nhà mình và làm tiếp. Như các bạn cũng đã biết đấy, con người thì sinh ra thì có nhà để về, đúng không? Con chim thì nó có cái tổ. Mình cũng nghĩ rằng chắc là đôi chim sáo của mình nó cũng lưu luyến ở cái tổ này nhiều phần chứ không phải là một phần đâu. Thì từ cái tổ này nó đã từng làm được đến như thế này rồi các bạn này, thì nó vẫn còn lưu luyến, thì nó vẫn cứ vòng quanh về để nó ngắm nhìn cái tổ của nó, và có những lúc nó muốn vào trong AV lại của mình chỉ vì cái tổ này thôi các bạn ạ. Và hiểu được cái cảm giác đó thì mình lại một lần nữa lóc cóc mang cái tổ của nó từ trong AV ra mang lên trên này để có những cái hy vọng cho chúng nó có nơi để về, tức là có cái tổ đó các bạn. Thì cái tổ bên này thì chắc hẳn là nó chưa quen thì nó cũng chưa thể làm được, thế nhưng mà bên anh hàng xóm kia nó đã về làm tổ tiếp rồi các bạn ạ. Thì không biết là đôi sáo của mình nó có trống có mái hay không. Thôi như vậy là khá ok rồi, mình đã buộc biết các thứ chắc chắn rồi. Sẽ không còn lo mưa gió hoặc là bão bùng gì nữa. Cái chỗ này là cái nơi để nó đậu và để nó nhìn vào tổ của nó. Rồi bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục lóe lên chờ những cái hy vọng để nó làm tổ thôi các bạn. Những cái gì mà mình làm cho nó thì cũng được đến như vậy thôi. Không thể hơn được nữa. Chăm sóc này, rồi thì là xây dựng tổ cho nó, còn thì nó có làm nữa hay không thì lại là do chúng nó vậy. Con đường đi xuống bây giờ sẽ hơi phức tạp. Úi dồi, ui. Đang tụt sụt đến đây rồi lại ngắm nhìn ra được một cái cảnh rất là đẹp luôn các bạn này. Cái cây sấu này nó chỉ bị cái con sâu ấy, nó đục cái vỏ này ra thôi mà nó lại ra rễ được các bạn này. Đấy, cho nên người ta nắm được cái điều đó, nguyên lý đó mà người ta chiết cành hoặc là chiết cây đấy các bạn. Đấy, thấy chưa? Đây, nó đủ độ ẩm, chỉ cần đủ độ ẩm một cái là nó bắt đầu phát triển rễ của nó ra này. Đấy, các cụ bảo là có phúc thì đẻ con biết đằng lội, tức là biết đằng bơi đấy, mà phải tội thì đẻ con biết đằng trèo. Mà không hiểu vì sao các cụ sinh ra mình như nào phải tội hay sao. Nói về bộ môn trèo thì mình cũng gớm ghê lắm, và nói về bộ môn bơi thì mình cũng chả phải dạng vừa. Từ sáng tới giờ chưa thấy hai bạn ấy về, không biết là đi đâu rồi, mải chơi ở đâu rồi. Hôm qua trời mưa, không biết rúc ráy ở đâu. Mình nghĩ là nó vẫn cứ quanh quẩn ở khu vực này thôi, bởi vì là tí nữa mình ra vườn thế nào cũng gặp nó ở ngoài vườn thôi mà. Đấy, thức ăn thì vẫn cứ để đây này. Đấy, còn tổ thì ở dưới này thì chúng ta có thể nhìn thấy, các bạn nhìn thấy kìa. Đấy, quá ok. Anh ơi, anh chồng mông chồng tí làm gì ở đây đây? Ôi ôi, thôi đừng vầy bẻ cá của bố nữa, thôi để cho nó bình yên đi con ơi. Ôi ôi, nhìn thôi ai đâu lại thò tay vào ngoắng lên như thế. Ôi giời, chết choạng. Mấy con cá này của mình vẫn bình yên. À đấy, lại nói về cá. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn có một cái niềm vui nữa về cá này các bạn này. Nhưng mà bây giờ mình phải cho nước vào trong cái chum này đã. Cho nước vào trong cái chum này đã. Đây là cái thành tích mà mình đánh giò ma đây các bạn này. Ốc bươu vàng thì nhiều vô kể và được thêm mấy cái cua. Thì hôm nay thì mình đã nhấc giò ma về rồi. Và đây là được cái thành tích nữa đây các bạn này. Ở dưới thùng kia rất nhiều cá cò ấy. Thế nhưng mà các bạn biết vì sao mình lại không thả ra mà mình lại bắt về nuôi không? Nó nằm ở trong cái giò ma ấy. Bởi vì là cái ruộng lúa của nhà bác hàng xóm này này là chuẩn bị cắt rồi. Mà khi cắt thì máy vào ấy, cái máy cắt vào ấy, nó nhầu lộn ngược lộn xuôi lên ấy. Sau đó lại tiếp tục cắt lúa xong thì lại đến được cái máy cày. Máy cày thì các bạn biết là làm nhầu lổi bùn lên cơ. Thì mình thấy được mấy con cá cò này này thì mình lại bắt về để nuôi để cho nó sinh sản ấy. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đây. Cá cò ấy mà mua ở trên mạng ấy, như mình biết ấy, thì là nó sẽ lâu đẻ hơn, mình cũng không hiểu vì sao. Cùng thì cá cò mua ở trên mạng và cùng thì cá cò ở ngoài đồng bắt về thì cái sự phát triển sinh sản của nó rất chi là ghê gớm luôn. Đấy, thì ở trong này ấy, trong này là có vừa sinh là đây, cái con này là con mái này các bạn này. Cái con mái không bao giờ được sặc sỡ luôn này. Đây, con này con mái này thì cái ý định của mình là mang về đây. Ở đây là con cá rô ta hiếp ơi,
Con cá rô ta là con cầm mang ra ngoài kia cơ. Đây, được hai trống hai mái luôn. Đây con này con mái này, màu nó không được sặc sỡ này. Đấy. Đây nào, con mái này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành và mình thả thôi các bạn. Đây. Cặp trống mái này. Đấy. Bình nghi đây là con mái bởi vì nó kém màu hơn này, các bạn nhìn thấy chưa? Kém màu hơn này, đúng không? Rồi, vào trong này đi. Đấy. Giờ chỉ cần cho thêm một cái sợi rong vào nữa thôi. Một sợi rong vào nữa để cho nó che phủ cái ánh sáng ở trên đi. Và thứ hai nữa là nó có cái chỗ dựa. Đấy, ngon lành. Công đoạn tiếp theo là cho một chút mồi vào là ok rồi các bạn. Đấy, xà. Cho tiếp bên này. Ở nhà không được nghịch của bố đâu nhá. Cho cá ăn này nó cũng phải có thời kỳ, cho ăn nhiều quá cũng không tốt đâu, nhớ chưa? Cứ đừng sận cám đây là cứ đổ xuống, nhớ chưa? Ơi. Dọ ma là cái dọ bắt quái, cái dọ kia kìa. Đây, nói cái từ ma trẻ con nó sợ lắm các bạn. Rồi. Ok. Thế là đã có thêm được một dàn cá cờ luôn các bạn. Đấy, cái lý do mà như vừa nãy mình cũng đã kể tiếp lý do là mình không muốn để ở dưới ruộng, không may sợ máy cày với kiếp là sẽ nhầu chết mất thì nó cũng tiếc các bạn. Thôi mình cứ bắt về mình nuôi luôn vậy. Vừa xong cho cá ăn và chia sẻ cá thì nhắc đến chim sáo thì nó lại về rồi các bạn kìa. Kìa các bạn kìa, một con nó đang đậu ở trên chỗ cái tổ mới này, còn một con nó vẫn đang bay lượn ở phía trên đấy. Con này thiêng thế nhỉ. Được đấy. Thế đấy nhá, tổ đấy, mang về rồi đấy. Kìa con nữa kìa các bạn kìa. À, các bạn sẽ khó nhìn hơn nhưng mà con nữa ở về mãi gần chỗ cái tổ của mình kìa. Mình zoom vào thì có lẽ là sẽ hơi mờ mờ cho các bạn xem một chút xíu, thế nhưng mà có thể cho các bạn nhìn thấy đấy. Thật là lãng mạn phải không các bạn? Mình xuống vườn ấy thì là thấy được cảnh những con bướm, nó kiểu về mùa này là mùa sinh sản ấy, thì những con bướm đực và con bướm cái nó kiểu nó quấn lấy nhau. Một cái cảnh tượng mình quay chậm lại cho các bạn xem thì là đấy là trong vườn nhà mình gặp được cái cảnh rất chi là lãng mạn của bốn con bướm luôn. Vì là mình đi xuống dưới vườn ấy là để lại tiếp tục nói về cá, thì mình lại vào trong này ấy, cho những cái con cá cờ ở trong này của mình ăn. Cám bã đủ các thể loại luôn. Mấy cái con cá cờ này của mình nó cũng thành một cái thói quen rồi đấy các bạn. Nó cũng thành một cái thói quen, đó là mình nghĩ là chắc là nó phải là có thói quen là như vậy thì nó không biết là nghe bằng cái tín hiệu gì, hay là bằng âm thanh, hay là bằng ánh mắt của nó. Nhưng mà mỗi một lần mình vào ấy, là chúng nó cũng biết rằng tập trung đi ra cái vế này này, ra cái vế này để chúng nó ăn đấy. Bởi vì là mình chỉ cho ăn ở cái góc này thôi. Đấy. Đối với cá to mình cho ăn ở góc này. Còn thì cá con thì mỗi một hôm nó lại sinh lở một chút xíu thì mình lại cho ăn ở cái góc này các bạn này. Đấy, ở cái góc kia. Hầu như là cứ tuần nó lại đẻ một lần hay sao các bạn? Cứ một tuần nó đẻ một lần. Đấy. Không biết là có làm giàu lên được từ cá hay không, thế nhưng mà mình chỉ cảm nhận là cái bộ môn này nó rất chi là tỉ mỉ. Còn thì mình nghĩ là chắc là không giàu đâu. Người ta có thể làm giàu được nhưng mình không thể làm giàu được. Các bạn có nhớ rằng là mình đã từng kể chuyện với các bạn là Quế đã từng mua một con cá cờ từ Hà Nội gửi về là 50.000 một con đấy các bạn. Hai con, một cặp, một trống một mái là 100.000 cả phí ship ấy. Thì các bạn biết rằng là có thể là người ta sẽ làm giàu, nhưng mà mình thì không bao giờ dám lấy được nó như thế, bởi vì mình đang nuôi để mình thả về tự nhiên cơ mà, đúng không? Mình cố gắng mình phục hồi đó để về tự nhiên thì bán thì chắc chẳng ai ở quê mình người ta dám mua đến tận trăm nghìn của một đôi cả. Thế cho nên là bộ môn cá này khó làm giàu lắm. Mong sao là làm giàu thế nhưng mà sẽ khó hơn đấy.
sẽ còn rất chi là nhiều việc nữa. Thế nhưng mà tạm thời đến như này, mình có thể được gọi là bế mạc được cái phần lền móng và các hạng mục bể cá, bể tắm, hay còn gọi là quay sang đây là bể vịt. Đấy. Các bạn, hôm qua thì các bác thợ còn lốt một chút xíu việc nữa. Thế nhưng mà trời tối quá thì nhà các bác thợ thì lại có trẻ con. Thế cho nên là người ta thôi về trước một chút xíu bởi vì tối quá, thì bảo mình là hôm nay đánh bóng lại cái bể này. Tay nghề thì nó cũng chả đâu vào đâu cả. Thôi mình chỉ pha xi ra rồi quết cho nó gọi là như thế này đấy các bạn. Thì để tránh cái tình trạng mà nếu nó có mịn quá, cũng may một cái là các bác thợ không đánh bóng cho. Nếu đánh bóng cho mà không may là vịt trơn quá không trèo lên được thì cũng quá tội. Không may mà nó ngã xuống mà cái tù mỏ của vịt thì cũng rất chi là nguy hiểm. Thì thôi, như thế này là chúng ta có thể là tạm thời được rồi. Các bạn có thể nhìn thấy như thế này là bốn con vịt được bơi thoải mái được ở trong hồ nước rồi. Tức là gọi là bài hát là vài con vịt bơi trong bể nước đấy. Thì chát chít thì mình gọi là từ sơn thì nghe có vẻ hơi choáng đúng không nhỉ? Mình pha xi ra mình quét lại một vòng quanh ở những cái bờ này để kiểu như là để nó tránh khỏi rêu mới rêu ấy. Còn trước sau thì nó cũng mọc thôi. Bây giờ thì quét thì nó cũng có thể là nó kháng được một cái thời gian rất chi là dài. Còn thì cái bể này thì mình không dám sử dụng đến cái loại như thế để sau này mình sơn lại mà. Đấy. Rồi cái thời gian nó sẽ tới đây thì mình sẽ còn rất nhiều cái thời gian để làm vào cái bể này ấy. Cái phần AV này ấy. Các bạn biết vì sao? Từ cái hạng mục đường đi này, hạng mục trồng cây này, nói chung là nó sẽ mất nhiều cái ý tưởng và sẽ nhiều giấy bút của mình đấy. Thôi bây giờ thì dài dòng quá, trở lại cái chuyện tổng thể cái lền móng này, mình gọi là cái phần chát chít này thôi nhá. Còn thì lền móng của nó, cái móng của nó vẫn cũ, mình không tính đến. Giờ chỉ tính là cái công thợ chát này, hoàn thiện cái bể này và một chút sắt cát sỏi này thì là rơi vào khoảng bao nhiêu này. Nguyên tiền sắt là mình mua hết 900.000 tiền sắt vào cái phần đáy này. Phần đáy này. Còn ống thì mình mua hết 300.000. Đấy. Thì nó rơi vào tầm 1,2 triệu rồi. Còn gạch thì mình mua 3.000. Thì chỗ kia chắc để thừa 500 thôi. Rồi mình cũng chỉ tính vào 2.500. Với gạch giá là 11. Thì là rơi vào là 2,5 triệu này. Đấy. Cái bè kia thì vẫn gạch vẫn nằm ở trong cái số đó đúng không? Vẫn là tiền công ở trong cái số tiền công. Đấy. Thế còn thì sỏi thì trước sau thì mình vẫn phải dùng đến. Còn thừa một chút sỏi nữa thôi. Thừa chút sỏi. À không. Nhiều chút sỏi đấy. Sỏi này thì sau này mình sẽ sử dụng đến mà vẫn vào cái đây để mình trải vào đây rồi là đổ cái tấm, những cái tấm đường đi ấy, thì nó vẫn là ở trong này thôi. Là 700.000 xe sỏi này, 300.000 tiền cát xây này. Đấy, còn cát chát thì nhà có sẵn rồi, không thèm tính đến. Đấy là rơi vào 1 triệu nữa. Và tổng tiền công ấy, các bác thợ hôm qua thì khi xong rồi thì mình có hỏi đến tiền công là các bác thợ có nói rằng là thôi vừa xây vừa giúp. Lấy tổng thể vừa chát chít này, vừa làm cái bể này là tổng là 4 triệu. Đấy, các bạn thử nhân cho mình, giúp mình phát xem tổng thể là bao nhiêu. Các bạn mình cũng không có cái hóa đơn nào, thành ra là làm được cái lô nào thì nhớ ra bấy nhiêu thôi. Còn tiền gạch và tiền xi, tức là tổng của số gạch này. Nhưng mà xây vào đây hết 2.500 thôi. Xi là mình xây hết gọi là 20 bao. 20 bao là bao nhiêu? 20 bao là 5 tạ đúng không nhỉ? 20 bao này cộng thêm mua thêm tầm 6-7 bao nữa. Cứ gọi là 7 bao đi. Đấy, 7 bao xi nữa. Và cộng 27 bao xi các bạn. 27 bao xi với giá là lùng củng cứ chia đều ra gọi là 150. 150 của một tạ. Đấy, rất chi là nhiều tiền luôn. Tính sơ sơ áng chừng thôi. Mình gọi là khoảng tầm hết chục hơn, chục kém đấy. Tầm gọi là 10 triệu hơn, 10 triệu kém đấy. Như vậy là cũng khá nhiều các bạn nhỉ. Trông vậy thôi. Mơ mơ màng màng vậy thôi, thế mà le ve mà hơn chục đấy. Có khi là hơn chục thật đấy. Tính nếu mà tính vặt vẽo từ cả cái lọ cái kia đi thì hơn chục đấy. Thế vậy là thôi, nói chung là làm thì phải là tốn tiền. Còn nếu không muốn tốn tiền thì tốt nhất là không làm đúng không? Đây mình chỉ cả ra để chia sẻ với các bạn thôi nhá, chứ không mang mục đích là kêu gào gì đâu. Đấy. Thì nó đã thành hạng mục là như này và tiền thì nó cũng là có như vậy thôi. Thì còn thì bây giờ cái công việc còn lại là của mình ấy là làm cái phần đáy này làm sao cho nó hiền hòa, cho nó đẹp đẽ.
còn phần khung thì nó sẽ thời gian rất chi là dài dài nữa. Còn bây giờ thì cũng chia sẻ với các bạn là như vậy, chăm sóc những con vật rồi thì những cái công việc hàng ngày. Còn bây giờ xin phép Long Đen được kết thúc video. Hẹn các bạn ở video ngày mai. Các bạn nào còn cái ý kiến gì hoặc là còn cái gì chưa được thì rất mong các bạn có thể là đóng góp vào trong trong bình luận của trong kênh của Long Đen nhé. Hẹn các bạn ở video ngày mai.